nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2024, chiều ngày 12 tháng 11 năm 2024, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Long Bình tổ chức ngày họ đại đoàn kết toàn dân tộc điểm tại khóm Tân Khánh. Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư thường trực Quyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quỷ Phú đến dự. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại 94 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2024 và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024 ở khóm Tân Khánh, trong năm 2024, Ban công tác mặt trận khóm Tân Khánh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tuyên truyền dẫn động thực hiện năm nội dung cuộc dẫn động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được 18 cuộc với 812 người tham dự. Ban công tác mặt trận và các thành viên đã vận động mạnh thường quân trên địa bàn được hơn 398 triệu đồng, trong đó đã cắt mới 7 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, tổng trị giá 280 triệu đồng, trợ giúp khó khăn đột xuất cho 394 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hộ gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 118 triệu đồng. Tính đến nay, 100% các hộ gia đình trong khóm được sử dụng điện thắp sáng, 100% hộ gia đình đã được lắp hệ thống nước máy hợp vệ sinh hoạt động vệ sinh môi trường trong ấp được người dân hưởng ứng tích cực, hoạt động thu dọn đường làng ngõ sớm được thực hiện thường xuyên, ít nhất một lần trên tuần. Công tác hòa giải, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Phát biểu tại ngày hội, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư thường trực Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quỷ Phú đã biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân khóm Tân Khánh đã đạt được. Khẳng định năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao của cán bộ và nhân dân khóm Tân Khánh, đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, triển khai thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giúp nhau giảm nghèo bệnh vững, xây dựng chi bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Những kết quả mà Khớm Tân Khánh đạt được khẳng định đúng đắn của chính sách, đại đoàn kết dân tộc của các quỹ chính quyền, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, dâng lên của người dân trong khóm. dịp này ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư thường trực quyện quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyện Phú, bà Lê Bích Long, Quyện quỹ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao Độ động quyện, ông Tạ Giang Khương, Bí thư đảng quỹ. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thị trấn Long Bình trao tặng 50 phần quà cho 50 gia đình con cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Quỹ ban nhân dân thị trấn Long Bình tặng giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024.